Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 6 tháng 8 năm 2019 có những nội dung chính sau. Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Sơ khảo cuộc thi người đẹp du lịch Quảng Bình. Lệ Thủy tăng cường các biện pháp chống hạn cho lũ hè thu. Cần tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Dinh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ ngành và 63 tỉnh thành phố tại các điểm cầu. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Cao Văn Đình, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh. Năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 giải pháp cơ bản theo nhiệm vụ trọng tâm năm học và đạt được một số kết quả nổi bật, tiếp tục quan tâm rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới giáo dục mầm non phổ thông, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông, tăng cường công tác giáo dục thể chất và giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở cả cấp học và trình độ đào tạo, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng cả hoạt động giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Chất lượng giáo dục mầm non có nhiều chuyển biến tích cực. Cả nước đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Tỷ lệ trẻ mầm non được đến trường tăng. Phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ được đổi mới theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, thi, đánh giá học sinh phổ thông được tích cực thực hiện theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học, rà soát, giảm cả cuộc thi, hội thi để giảm áp lực cho giáo viên và học sinh. Thông qua chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai các điều kiện đổi mới giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên đã từng bước đa dạng hóa nội dung chương trình giáo dục, tăng cường thu hút người học tham gia các chương trình học tập. Giáo dục đại học từng bước được siết chặt theo hướng quản lý chất lượng, tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội, công tác đào tạo sau đại học được chấn chỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế. Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức việc quy hoạch lại mạng lưới và xây dựng đề án rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, dẫn đến việc triển khai còn lúng túng, không đồng nhất. Thiếu đất cho xây dựng trường học, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Thiếu trường lớp mầm non, nhất là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tình trạng thiếu giáo viên vẫn chưa có giải pháp khắc phục triệt để, đặc biệt là giáo viên mầm non. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị trong năm học mới 2019-2020, ngành giáo dục và đào tạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, khắc phục và tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo xã hội quan tâm, dư luận bức xúc. Thủ tướng lưu ý, ngành, địa phương cần tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, đổi mới nhanh công tác quản lý giáo dục. Đề nghị các địa phương rà soát lại mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo, bố trí đủ quỹ đất để xây dựng trường học, phải giải quyết dứt điểm việc thiếu trường mầm non, tiểu học ở cả khu công nghiệp, khu chế xuất. Đồng thời, sắp xếp lại các trường sư phạm có trung tâm, trọng điểm, gắn đào tạo với bồi dưỡng, hướng đến sự tự chủ, chấn chỉnh một số trường cao đẳng đại học yếu kém. Sáng nay ngày 6 tháng 8, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình chủ trì hội nghị. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Qua công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 1.384 vụ vi phạm, trong đó xử phạt vi phạm hành chính gần 1.300 vụ. Tổng số tiền xử phạt hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu trên 17 tỷ 257 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm được phát hiện chủ yếu gồm ma túy tổng hợp, pháo, gỗ, thuốc lá, rượu, dược phẩm, máy móc các loại, đồ điện tử, quần áo may sẵn.
Theo nhận định của các lực lượng chức năng, từ nay đến cuối năm 2019, nhu cầu sử dụng hàng hóa, nhất là nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng sẽ gia tăng đột biến. Vì vậy, sẽ tác động đến sự biến đổi về giá cả. Đồng thời, đây cũng là thời điểm mà các đối tượng sẽ đẩy mạnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả. Tại hội nghị, các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Bình đã tập trung thảo luận, đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh, yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo, các sở ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chính phủ. Ban chỉ đạo 389 quốc gia về công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tập trung kiểm tra, kiểm soát theo từng chuyên đề trọng điểm, bố trí lực lượng bám sát địa bàn, nhất là khu vực cửa khẩu, tuyến đường bộ, đường sắt, đường hàng không, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường để chủ động cân đối thị trường hàng hóa và kịp thời phát hiện những vụ việc vi phạm. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành và yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục phối hợp, chia sẻ thông tin để tập trung đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trước mắt, tập trung kiểm tra, kiểm soát mặt hàng xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống, kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản, kinh doanh khai thác khoáng sản, dược phẩm, thực phẩm chức năng, kiểm tra việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Chiều nay ngày 6 tháng 8, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình về công nhận xã là đô thị loại 5. Xã Sơn Trạch nằm ở phía tây bắc của huyện Bố Trạch với diện tích tự nhiên hơn 99 km2, dân số gần 12.500 người. Trong những năm qua, kinh tế xã hội của xã Sơn Trạch đã có bước phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức cao, tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã Sơn Trạch đạt 43 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,48%. Việc công nhận xã Sơn Trạch là đô thị loại 5 không chỉ phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của huyện Bố Trạch nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung, mà còn góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Đồng thời, thu hút các nguồn vốn đầu tư, nguồn nhân lực cho sự phát triển du lịch bền vững là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Bố Trạch và khu vực phía tây của tỉnh Quảng Bình. Trên cơ sở đó, tiến tới thành lập thị trấn Phong Nha theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 1211 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho du lịch tỉnh Quảng Bình, thực hiện sứ mệnh tuyên truyền quảng bá về du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ chức cuộc thi Người đẹp du lịch Quảng Bình năm 2019. Đây cũng là lần đầu tiên cuộc thi này được tổ chức tại Quảng Bình. Trong ngày 6 tháng 8, vòng sơ khảo của cuộc thi đã được diễn ra. Đã có hơn 100 bộ hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi Người đẹp du lịch Quảng Bình. Tại vòng sơ khảo, các nhóm thí sinh sẽ lần lượt giao lưu với đại diện của ban tổ chức, ban giám khảo như Á hậu doanh nhân người Việt thế giới năm 2018 Trần Bảo Linh, Hoa hậu Quý Bà năm 2009 Hoàng Yến, diễn viên Quỳnh Hoa. Bên cạnh việc giới thiệu về bản thân, năng khiếu, mong muốn khi được tham gia cuộc thi, các thí sinh còn thể hiện khả năng giao tiếp tiếng Anh, sự hiểu biết của mình về du lịch Quảng Bình. Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30 thí sinh xuất sắc để tham gia vòng bán kết và chung kết cuộc thi Người đẹp du lịch Quảng Bình. Trong các ngày từ 22 đến 31 tháng 8, các thí sinh sẽ được tham gia các hoạt động bên lề cuộc thi như tham quan, trải nghiệm, các hoạt động xã hội. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 8. Người đẹp đăng quang ngôi vị cao nhất sẽ được nhận cúp vương miền, giấy chứng nhận với tổng giá trị giải thưởng 100 triệu đồng. Cùng với các giải nhì, giải ba, ban tổ chức cũng sẽ chọn lựa 7 giải phụ khác. Cùng với ý nghĩa giới thiệu hình ảnh con người, tiềm năng du lịch của địa phương đến với các tỉnh thành trong cả nước và trên toàn thế giới, thu hút khách du lịch đến tham quan, khám phá. Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi Người đẹp du lịch Quảng Bình còn là những đại sứ truyền cảm hứng đến mọi người dân, cùng nhau nâng cao ý thức, nhận thức và góp phần phát triển hơn nữa du lịch tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới. Để động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ huấn luyện diễn tập, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh tổ chức hoạt động bạt nước thao trường. Hơn một tháng vừa huấn luyện vừa xây dựng hầm hào công sự dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, cường độ huấn luyện cao, đường cơ động dài, cán bộ chiến sĩ các đơn vị gồm sư đoàn bộ binh 968, lữ đoàn xe tăng 206 và trung đoàn bộ binh 996 đã cố gắng vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ.
chia sẻ khó khăn vất vả với bộ đội. Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Ninh, phát động chị em hội viên phụ nữ các cơ quan đơn vị và đặc biệt là hội viên phụ nữ các thôn Hiển Trung, Tân Định, Cửa Hội quyên góp ủng hộ cán bộ chiến sĩ như phần quà có ý nghĩa gồm mì tôm, cá ngừ, nước ngọt, bánh kẹo, nước uống. Sự quan tâm động viên chia sẻ khó khăn về cán bộ chiến sĩ của cán bộ hội viên phụ nữ đã tiếp thêm động lực để các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hưởng ứng tuần lễ Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 năm 2019, vừa qua, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đã tổ chức buổi truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ cho các đối tượng là phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú trong vòng 24 tháng tuổi tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới. Tại buổi truyền thông, cán bộ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đã truyền đạt các nội dung về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ, như cho trẻ bú sữa mẹ càng sớm càng tốt ngay sau sinh, không cho trẻ ăn hoặc uống bất kỳ thức ăn, nước uống nào khác trước khi cho trẻ bú sữa đầu tiên. Lợi ích của việc cho trẻ bú sữa non, cho trẻ bú sữa mẹ theo nhu cầu của trẻ kể cả ngày lẫn đêm. Trẻ phải được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Không cai sữa cho trẻ trước 24 tháng tuổi, không cho trẻ ăn bằng bình bú hoặc núm vú giả. Cũng tại buổi truyền thông, cán bộ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đã kết hợp để tuyên truyền, hướng dẫn các bà mẹ những kiến thức cơ bản về phòng chống suy dinh dưỡng cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú. Trong đợt này, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản tỉnh đã đang và sẽ tiếp tục triển khai thực hiện công tác truyền thông nuôi con bằng sữa mẹ, phòng chống suy dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, bà mẹ cho con bú trong vòng 24 tháng tuổi tại một số địa phương trên toàn tỉnh. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin đáng quan tâm khác. Lệ Thủy tăng cường các biện pháp chống hạn cho lũ hè thu. Cần tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên sông Dinh. Mặc dù hiện nay diện tích cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Bố Trạch có giảm so với các năm trước, tuy nhiên sản lượng hồ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2018. Hiện nay toàn huyện Bố Trạch có 631 hecta cây hồ tiêu, tập trung ở các xã vùng Gò Đôi như Phủ Đình, Hòa Trạch, Tây Trạch, Hưng Trạch. Các hộ dân trồng hồ tiêu đã tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong canh tác và phòng trừ sâu bệnh, áp dụng mô hình tưới nhỏ giọt theo công nghệ Siren, tiết kiệm được chi phí đầu tư, công chăm sóc nên mang lại năng suất và chất lượng cao. Phần lớn các diện tích cây hồ tiêu đang bước vào thời kỳ thu hoạch với tổng sản lượng hơn 367 tấn, tăng 37% so với năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây lúa. Trước tình hình đó, huyện Lệ Thủy đã tích cực triển khai các biện pháp ứng phó với hạn hán. Vụ hè thu năm nay, xã Thải Thủy có khoảng 50 hecta lúa đứng trước nguy cơ mất trắng do thiếu nước. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã huy động các máy bơm để bơm nước từ hồ Già Lam phục vụ cho công tác tưới tiêu. Vừa đồng người dân tích cực nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, nâng cấp các công trình thủy lợi đã bị hư hỏng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất lượng nước rò rỉ. Thôn là có được cái máy bơm cũng đã là đưa ra là bơm đến thời gian đến bây giờ đã hơn một tháng mà tình hình nước ở trên mặt lòng hồ là đã cạn kiệt. Có khả năng là bơm được từ 1 đến 2 ngày nữa là không thể có nước nữa. Đảng ủy ban đã có nhiều kế hoạch, đưa ra nhiều phương án. Nhưng mà phương án đặc biệt nhất là triển khai để nhân dân cũng là tiết kiệm trong công tác là tưới tiêu. Đặc biệt là phải tưới tiêu đảm bảo đúng đủ nhưng mà phải kịp thời để cho các cái phần lúa gieo trong được đảm bảo cái mức sống. Trong thời gian vừa rồi thì các thôn, các đơn vị dưới cái sự chỉ đạo của ủy ban đã trực tiếp là dùng máy để hút từ nước từ hồ Già Lam để về tưới tiêu cho 150 hecta, nhưng mà cái lượng nước bây giờ là khô hạn, không đủ để tưới nữa. Trong cái thời gian tới nếu như mà không có mưa thì chắc chắn là cái diện tích gieo trồng của toàn xã có nguy cơ mất trắng khoảng 50 hecta. Từ giữa tháng 7 đến nay trên địa bàn huyện Lệ Thủy hầu như không có mưa. Lượng nước tại các hồ chứa chỉ còn khoảng 10% dung tích thiết kế. Để ứng phó với hạn hán, bảo đảm nguồn nước tưới cho hơn 1.000 hecta lúa, huyện Lệ Thủy đang tập trung vận động người dân tận dụng các nguồn nước tại chỗ, tránh thất thoát, lãng phí nước, xây dựng kế hoạch tưới tiết kiệm, dùng máy bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi những diện tích lúa không đảm bảo được nguồn nước tưới sang trồng một số loại cây ngắn ngày như mè, lạc, ngô. Chúng tôi tiếp tục là cùng với các xã thị trấn chỉ đạo cho các hợp xã, các thôn nạo vét các cái lòng hồ để tận dụng nguồn nước, đồng thời là phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác các công trình thủy lợi Quảng Bình
cấp nước về một số hồ cho các thôn, các hợp xã bơm tiếp để chống hạn cho lúa và các cây trồng khác. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của thời tiết, huyện Lệ Thủy đang tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, xã, thị trấn tăng cường các biện pháp chống hạn cho lúa hè thu nhằm bảo đảm một vụ mùa thắng lợi. Thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội nạn nhân chất độc da cam giai đoạn 2019-2024, sáng nay ngày 6 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác cán bộ hội năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có 80 cán bộ đến từ cả cấp Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin và Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu các chuyên đề như hoạt động kiểm tra giám sát, công tác thi đua khen thưởng, chỉ đạo công tác vận động nguồn lực từ cơ sở, xây dựng quỹ nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Quảng Bình, kinh nghiệm từ thực tiễn công tác văn phòng qua 10 năm thành lập hội. Chương trình tập huấn tẩy độc trên cơ thể con người bằng phương pháp vật lý trị liệu Huber. Đại diện Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin các huyện, thị xã, thành phố cũng đã thảo luận về một số kinh nghiệm hoạt động công tác hội cơ sở về chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân, công tác vận động quỹ, chi quỹ, quản lý quỹ nạn nhân chất độc da cam Dioxin, hiệu quả cho vay vốn sản xuất, chăn nuôi, thu hồi vốn, luân chuyển vốn vay, công tác phối hợp với các ban ngành, hội đoàn thể trong triển khai các hoạt động công tác hội. Hôm qua ngày 5 tháng 8, huyện Minh Hóa đã tổ chức trao tặng quà cho nạn nhân và học sinh sinh viên là con nạn nhân chất độc da cam Dioxin nhân kỷ niệm 58 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2019. Những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Minh Hóa đã tích cực kêu gọi vận động các nhà hảo tâm và cộng đồng chung tay giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam. Bình quân mỗi năm, hội đã làm cầu nối để mang nhiều phần quà có ý nghĩa đến với gia đình nạn nhân, các hoạt động làm nhà ở, tặng xe lăn, học bổng, tặng bao giống đã kịp thời giúp nạn nhân da cam vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp kỷ niệm 58 năm ngày thảm họa da cam, hội đã kêu gọi các nhà tài trợ và tổ chức trao tặng trên 100 suất quà cho nạn nhân da cam. Trong đó, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin thành phố Đồng Hới trao tặng 48 suất quà cho học sinh sinh viên con nạn nhân da cam. Ngoài ra, Phương Hải Đình, thành phố Đồng Hới, Điện lực Quảng Bình, Công ty Sổ số Kiến thiết Quảng Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Khang, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa trao tặng 45 suất quà. Tổng trị giá quà đợt này là trên 100 triệu đồng. Sáng nay ngày 6 tháng 8, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức khởi công xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho gia đình bà Đinh Thị Giáo ở thôn Tân Hồi, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch. Bà Đinh Thị Giáo năm nay 81 tuổi, có một người con trai bị mắc bệnh tâm thần. Hiện nay, hai mẹ con đang sống trong ngôi nhà tạm bợ. Chia sẻ những khó khăn mà gia đình bà Đinh Thị Giáo đang gặp phải, Liên đoàn Lao động tỉnh đã kêu gọi Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh quyên góp số tiền 40 triệu đồng để hỗ trợ gia đình xây dựng ngôi nhà có diện tích khoảng 65 m², với tổng kinh phí gần 150 triệu đồng. Ngoài sự giúp đỡ của Tập đoàn Trường Thịnh, số tiền còn lại được huy động từ sự giúp đỡ của người thân trong gia đình và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã Liên Trạch. Dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 10 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, nhận được thông tin phản ánh của người dân địa phương về việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Minh Hòa, đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên sông Dinh, đoàn đi qua địa bàn xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, không tuân thủ các quy định về khai thác khoáng sản, gây tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Phóng viên thời sự đã có mặt tại địa phương để tìm hiểu sự việc. Theo ghi nhận của phóng viên, tại điểm mỏ khai thác cát lòi trúc trên sông Dinh thuộc địa phận xã Nam Trạch, mỗi ngày có khoảng 3 đến 4 máy hút cát của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Minh Hòa vận hành. Điều đáng nói là khoảng cách từ những máy hút cát đến bờ sông chỉ là vài mét, vi phạm các quy định về phạm vi được phép khai thác cũng như các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình khai thác. Hậu quả tất yếu là một đoạn bờ sông đã bị sạt lở nghiêm trọng, khiến cho người dân địa phương hết sức lo lắng và bức xúc. Thì đợt trước đấy là đất rồng, ra rồng ngoài, chưa lụt vô càng ngày càng lở đó, chưa lụt mà cũng sập rồi. Chứ lụt nữa thì có một đất đai này để mà cho dân họ làm. Nói chung là chưa ai cũng phản đối. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phan Minh Hòa có trụ sở tại xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cấp phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên ngày 16 tháng 1 năm 2018. Phạm vi đơn vị này được phép khai thác gồm khu vực hạ nguồn cầu Sao Sa thuộc xã Nam Trạch và khu vực lòi trúc thuộc hai xã Nam Trạch và Đại Trạch.
tổng diện tích cả khu vực được phép khai thác là 3 hectare. Trữ lượng được phép khai thác là 40.700 mét khối. Thời hạn khai thác là 6 năm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian đi vào khai thác, đơn vị này đã không chấp hành đúng các quy định về khai thác khoáng sản, vi phạm một phần bờ sông thuộc địa giới của xã Nam Trạch. Vì vậy, Ủy ban nhân dân xã Nam Trạch đã nhiều lần nhắc nhở, đồng thời có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch và các phòng ban có liên quan để có giải pháp chấn chỉnh tình trạng trên. Gần đây nhất là vào giữa tháng 7 thì chúng tôi đã mời Phòng Tài nguyên Môi trường về phối hợp Ủy ban để kiểm tra và có cái chấn chỉnh. Và trong quá trình khai thác thì đơn vị này thường là cái lợi dụng vào lúc ban trưa rồi là lúc tan tầm để tổ chức là khai thác có vi phạm vào địa giới. Có lúc đã khai thác lấn sâu vào cái bờ ha của đất xã thuộc xã quản lý. Gần đó là có cái đất sản xuất nông nghiệp có nguy cơ là gây sạt lở rất lớn. Cho nên là quá trình kiểm tra thì Ủy ban đã có cái đôn đốc rồi nhắc nhở và thậm chí là cái xử lý. Nhưng mà ý thức chấp hành của các chủ mỏ này thì còn hạn chế. Trên cơ sở đó thì Ủy ban đã là làm cái văn bản phối hợp đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đại Trạch tăng cường cái quản lý nhà nước trong khai thác khoáng sản. Vấn đề chung nữa là chúng tôi trước thực trạng tình hình đó thì chúng tôi đã có cái tờ trình đã gửi Ủy ban nhân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban nhân huyện, Phòng Tài nguyên Môi trường khẩn trương kiểm tra phối hợp kiểm tra với Ủy ban để đánh giá lại trữ lượng, nếu đơn vị cấp mỏ nào còn trữ lượng thì tiếp tục cho khai thác, mà nếu mỏ nào hết trữ lượng thì đề nghị là thu hồi hoặc là tạm dừng trong thời gian để đảm bảo cho phục hồi môi trường. Mặc dù chính quyền địa phương đã có các biện pháp chấn chỉnh, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Minh Hòa vẫn ngang nhiên hoạt động ngoài phạm vi được phép khai thác, bất chấp các quy định của pháp luật. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường, công an huyện Bố Trạch phối hợp với cán bộ phòng tài nguyên môi trường huyện và Ủy ban nhân dân xã Nam Trạch đã tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm của đơn vị này. Ngoài cái việc mà xử lý vi phạm rồi á, xử phạt hành chính á, thì còn cái việc mà truy thu cái tài nguyên đã đổ á, thì phòng phải xem xét để rồi hướng dẫn để làm, thực hiện làm. Còn cái việc mà khắc phục môi trường á, thì phòng đã đề nghị là cái hành vi khai thác này là phải nghiêm cấm, phải là thực hiện khai thác đúng cái phạm vi được tỉnh cho phép. Rồi là đối với diện tích sạt lở đó, phòng xem xét yêu cầu công ty là khắc phục trong các loại cây mà đặc biệt là tre, rồi là các loại cây khác để mà chống sạt lở. Sắp tới phòng cũng sẽ tham mưu cho huyện đề nghị là cả các cái mỏ điểm cấp phép của ban tỉnh thì đến nay qua kiểm tra đồng thấy rằng là có hiện tượng sạt lở, cái tình trạng khắc phục môi trường là chưa tốt, với rằng là cái trữ lượng vẫn còn được nhiều, cho nên là chỗ nào mà nó sạt lở mà không còn trữ lượng nữa thì phòng cũng tham mưu cho huyện để rồi mà xem xét luôn để rồi là thu giải phép hoặc đóng cái mỏ. Được biết hiện nay trên sông Dinh, đoàn đi qua địa phận xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, ngoài công ty trách nhiệm hữu hạn Phan Minh Hòa còn có 5 đơn vị doanh nghiệp khác được cấp phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường với thời gian dài, trữ lượng lớn. Vấn đề đặt ra là với một khúc sông ngắn như vậy nhưng lại có nhiều đơn vị doanh nghiệp khai thác cát hoạt động thì nguy cơ tác động tới môi trường gây sạt lở đất là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, bên cạnh việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản, huyện Bố Trạch cũng cần có phương án để rà soát, đánh giá lại trữ lượng cát cũng như đánh giá chính xác đầy đủ về những tác động của hoạt động khai thác cát đối với môi trường. Qua đó, đảm bảo hài hòa lợi ích về phát triển kinh tế với đảm bảo môi trường và cuộc sống của người dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin cảnh báo vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông. Hôm nay ngày 6 tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 16 đến 19 độ vĩ Bắc, nổi về vùng áp thấp lúc 13 giờ chiều nay có vị trí ở vào khoảng 15,5 đến 16,5 độ vĩ Bắc, 116,5 đến 117,5 độ kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này hầu như ít di chuyển. Do ảnh hưởng của rìa nam giải hội tụ nhiệt đới nổi về vùng áp thấp phân tích trên, với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình nên trong đêm nay và ngày mai, mùng 7 tháng 8, trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Bình có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4, cấp 5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và